thực vật phù du, cụ thể là vi tảo, là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái ao nuôi. Không chỉ cung cấp oxy qua quá trình quan hợp, thực vật phù du còn là nguồn thức ăn tự nhiên, đồng thời cải thiện chất lượng nước, ức chế sự phát triển của các loài hại khuẩn, tạo môi trường thuận lợi nhất cho con tôm sinh trưởng. Nhóm này sử dụng dịp lục tố để quan hợp và tổng hợp các chất hữu cơ từ CO2 và năng lượng mặt trời. Thông qua quá trình này, thực vật phù du sẽ tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước với tốc độ nhanh gấp nhiều lần so với lượng oxy khuếch tán từ khí quyển vào nước ao. Khi phát triển đúng mức, thực vật phù du sẽ phần nào che phủ bề mặt ao khỏi ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp điều này sẽ làm chậm sự phân hủy chất hữu cơ trong ao gián tiếp hạn chế sự hình thành các chất độc có hại cho tôm thực vật phù du là những sinh vật cạnh tranh dinh dưỡng trực tiếp với vi khuẩn việc phát triển các nhóm thực vật phù du cụ thể là tảo khuê tảo lục ở mức hợp lý sẽ ức chế các hại khuẩn gây bệnh trên tôm giúp giảm chi phí và rủi ro từ việc sử dụng kháng sinh chúng còn có vai trò như một chỉ báo chất lượng môi trường nước thông qua mức độ tăng trưởng của mình từ đó điều chỉnh nhiệt độ ánh sáng độ trong độ kiềm hàm lượng dinh dưỡng và các yếu tố sinh học khác phù hợp với ao nuôi